Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo nguồn nước mùa khô năm nay về đồng bằng thấp, khả năng hạn mặn lịch sử có thể xảy ra. Nước mặn lên cao nhất đúng vào dịp Tết Nguyên đáng Tân Sửu, độ mặn 4 g trên lít tức là 4 phần ngàn, có thể xâm nhập vào sâu trên dòng chính trên sông Vàm Cỏ từ 75 cho đến 90 km, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, tỉnh Long An đã quyết định công bố tình huống thiên tai do xâm nhập mặn cấp độ 1, yêu cầu các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp công trình và phi công trình để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân. Yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đào xới, săn lấp, lấn chiếm lồng kênh, lồng sông kênh rạch gây sạt lở, làm tắc nghẽn dòng chảy, hướng thoát nước của công trình, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi. Tiếp tục với thời tiết tỉnh Long An, thưa quý vị, theo dự báo của Đại khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, thì trên địa bàn toàn tỉnh được dự báo là mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất ở đây là từ 31 cho đến 33 độ, nền nhiệt thấp nhất từ 21 cho đến 23 độ, độ ẩm trung bình từ 80 cho đến 85%. Tiếp theo là phần dự báo độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, tại trạm Cầu Nổi trên sông Vàm Cỏ, độ mặn đo được là 15,1 gam trên lít. Trên sông Vàm Cỏ Đông, độ mặn ghi nhận tại trạm Bến Lức và trạm Xuân Khánh lần lượt là 2,2 gam trên lít và 0,3 gam trên lít. Còn tại trạm Tân An và trạm Tuyên Nhân trên sông Vàm Cỏ Tây là 1,5 gam trên lít và 0,1 gam trên lít. Theo dự báo trên, thì ranh chế độ mặn 4 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 53 km ở sông Vàm Cỏ Đông, trên địa bàn xã Tân Trạch, huyện Cần Đước và xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, và hơn 50 km ở sông Vàm Cỏ Tây, khu vực xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ và Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Ranh chế độ mặn 1 gam trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 82 km ở sông Vàm Cỏ Đông, tại xã Lương Hòa, Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, và hơn 82 km ở sông Vàm Cỏ Tây, ở phường 6, thành phố Tân An. Thưa quý vị, theo đại khí tượng thủy văn tỉnh Long An thì trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông. Trên cao áp cao cận nhiệt đới hạ trục xuống phía Nam qua Nam Bộ và Nam Trung Bộ có xu hướng lấn tây trở lại. Cả khu vực này được dự báo là mây thay đổi và có gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Sau đây là thông tin chi tiết tại miền Đông Nam Bộ được dự báo là đêm nay không có mưa, sáng sớm mai thì có nơi có sương mù nhẹ, ngày mai trời nắng. Nền nhiệt thấp nhất ở đây là từ 21 cho đến 23 độ. Phía Bắc miền Đông có nơi dưới 20 độ và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ. Đến với miền Tây Nam Bộ, tương tự như là khu vực miền Đông, tại đây cũng được dự báo đêm nay không có mưa, sáng sớm mai thì có nơi có sương mù nhẹ, ngày mai trời nắng. Nền nhiệt thấp nhất ở đây là từ 22 cho đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin dự báo thời tiết tối nay hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo